Sách Thi Thiên, chương 71. Lời cầu nguyện của người cao tuổi. Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài, xin đừng bao giờ để con bị hổ thẹn. Xin lấy đức công chính của Chúa mà cứu chuộc con và giải thoát con. Xin nghiêng tai qua con và cứu con. Xin Chúa làm vần đá để con nương náu, là nơi để con được vào đó luôn luôn. Xin Chúa ra lệnh cứu con, vì Chúa là vần đá và là đồn lũy của con. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu con khỏi tay kẻ độc ác và khỏi tay kẻ bất chính cùng người hung bạo. Vì lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Ngài là niềm hy vọng và là sự tin cậy của con từ thuở thanh xuân. Con nương tựa nơi Chúa từ lúc mới ra đời. Chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ, con sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn. Con trở nên niềm gỡ cho nhiều người, nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền của con. Miệng con đầy lời ngợi ca Chúa, hằng ngày con luôn tôn vinh Ngài. Xin Chúa đừng từ bỏ con trong lúc già cả, cũng đừng lìa khỏi con khi sức lực hao mòn. Vì kẻ thù nói nghịch con, những kẻ rình rập mạng sống con âm mưu với nhau. Chúng nói, Đức Chúa Trời đã bỏ hắn, hãy đuổi theo và bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu hắn cả. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ đứng xa con. Đức Chúa Trời con ơi, xin mau mau đến giúp đỡ con. Nguyện kẻ thù của con phải hổ thẹn và bị tiêu diệt. Nguyện kẻ nào tìm cách hãm hại con bị bao phủ bằng sỉ nhục và nhút nhơ. Nhưng con sẽ hy vọng luôn luôn và ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm. Miệng con sẽ thuật lại sự công chính của Chúa, hằng ngày con rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài. Vì con không biết phải kể sao cho xiết, con sẽ đến ca ngợi các việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Con sẽ nhớ đến đức công chính của Chúa, và chỉ nhớ đến đức công chính của Ngài mà thôi. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân, cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp. Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Chúa cao đến tận trời, chính Ngài đã làm những công việc vĩ đại. Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài? Chúa là đấng đã làm cho chúng con thấy vô số gian truân, đắng cay. Ngài sẽ khiến chúng con được sống lại và đem chúng con lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ ra thêm sự tôn trọng cho con và trở lại an ủi con. Lạy Đức Chúa Trời của con cũng sẽ dùng đàn lia mà ca ngợi Chúa, tôn vinh sự thành tín của Ngài. Lạy đấng thánh của Israel, con sẽ dùng đàn hạt mà ca tụng Ngài. Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa, vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc. Suốt ngày lưỡi con cũng sẽ thuật lại sự công chính của Chúa, vì những kẻ tìm cách hại con đã bị xấu hổ và nhục nhã. Sách Hebrew, chương 5. Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và xin tế vì tội lỗi. Vì chính ông cũng bị bao vây trong sự yếu đuối, nên có thể cảm thông với những kẻ u tối, lầm lạc. Vì lý do đó, ông buộc phải dâng xin tế vì tội lỗi của chính mình, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy, mà phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như Aaron vậy. Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng, con là con ta, ngày nay ta đã sinh ra con. Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán, con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Khi còn sống trong thân xác,
Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu. Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài. Và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchizedek. Cảnh cáo kẻ lười biếng về đạo lý. Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này, nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Sách Sử Ký thứ nhì, chương 33. Manasseh thờ tà thần. Manasseh lên làm vua khi được 12 tuổi và cai trị 55 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, theo những lời thói tục ghê tởm của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Israel. Manasseh xây lại các nơi cao mà vua cha là Ê-xê-chia đã phá hủy, lập các bàn thờ thần Ba-anh, làm các tượng nữ thần Asera, thờ lạy tất cả ngôi sao trên trời và phục vụ chúng. Vua xây những bàn thờ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi Đức Giê-hô-va đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại Jerusalem đời đời. Trong hai sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, vua cũng lập những bàn thờ cho tất cả các ngôi sao trên trời. Vua dâng con cái mình làm tế lễ thiêu trong thung lũng Ben Hinnom, xem bói toán, dùng phù phép và ma thuật, theo các đồng cốt và thầy phù thủy. Vua làm quá nhiều điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Vua làm tượng chạm và đem đặt trong đền thờ Đức Chúa Trời, là nơi Đức Chúa Trời đã phán với David và Salomon con vua rằng: tại đền thờ này và tại Jerusalem, là thành mà ta đã chọn trong tất cả các bộ tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta đời đời. Nếu Israel tuân giữ toàn bộ luật pháp, điều răn và mệnh lệnh mà ta đã dùng Môi-se phán dạy họ, thì ta sẽ không để cho bàn chân của dân Israel phải lìa khỏi đất mà ta đã ban cho tổ phụ họ. Nhưng Manasseh đã quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem, đến nỗi họ làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi dân Israel. Manasseh ăn năn và được phục hồi. Đức Giê-hô-va đã phán với Manasseh và dân chúng, nhưng họ không quan tâm đến. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến các tướng chỉ huy quân đội của vua Assyria đến đánh họ, bắt Manasseh, rồi dùng móc sắt móc vào mũi và lấy xích đồng trói lại giải về Babylon. Trong lúc gặp hoạn nạn, vua cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời và hết sức hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Manasseh cầu nguyện cùng Chúa, Ngài động lòng và nhậm lời nài xin của vua, cho vua trở về Jerusalem để cai trị vương quốc. Lúc ấy, Manasseh nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Manasseh phá hủy các hình tượng. Sau việc ấy, vua xây một bức tường bên ngoài thành David về phía tây Gihon trong thung lũng, có đến lối vào cổng cá và bao quanh Ophel. Ông xây bức tường này rất cao. Vua cũng chỉ định các tướng chỉ huy trong tất cả các thành kiên cố của Juda. Manasseh dẹp bỏ các thân ngoại bang và hình tượng ra khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua cũng dẹp tất cả các bàn thờ mà mình đã xây trên núi có đền thờ Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi ném chúng ra ngoài thành. Sau đó,
vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dâng tế lễ bình an và tế lễ cảm tạ tại đó. Vua truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Tuy nhiên, dân chúng vẫn còn dâng tế lễ trên các nơi cao, dù chỉ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Ma-na-xe băng hà. Các việc khác của Ma-na-xe, lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của vua và lời của các nhà tiên kiến nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà phán với vua đều được chép trong sách các vua Israel. Lời cầu nguyện của vua và cách Đức Chúa Trời nhậm lời vua, tất cả tội lỗi vua đã phạm và sự bất trung của vua, những nơi cao mà vua dựng lên, tượng thần Asera và tượng chạm trước khi vua hạ mình xuống, tất cả đều được chép trong sách của Hô-sai. Ma-na-xe an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn trong cung điện của vua. Amon con vua lên ngôi kế vị. Amon thờ tà thần. Amon lên ngôi vua khi được 22 tuổi và cai trị 2 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như vua cha là Ma-na-xe. Amon dâng sinh tế cho tất cả các tượng chạm mà Ma-na-xe, cha vua đã làm và phục vụ chúng. Vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như vua cha Ma-na-xe, nhưng vua càng phạm tội thêm. Các đầy tớ vua mưu phản và giết vua trong cung điện, còn dân chúng trong xứ lại giết những kẻ đã mưu phản giết vua Amon, rồi lập con vua là Josiah lên ngôi kế vị. Chương 34. Josiah làm vua Giu-đa. Josiah lên ngôi vua khi được 8 tuổi và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David, tổ phụ mình, không quay qua bên phải hay bên trái. Cuộc cải cách của vua Josiah. Vào năm thứ 8 đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ mình. Vào năm thứ 12, vua bắt đầu dọn sạch Giu-đa và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao, tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc. Trước mặt vua, người ta triệt hạ các bàn thờ Ba-anh và đánh đổ những bàn thờ song hương phía trên các bàn thờ ấy. Còn tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát ra bụi, rồi rải lên mồ mả của những kẻ đã cúng tế chúng. Vua cũng thiêu hài cốt của những người thầy tế lễ trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Giu-đa và Jerusalem. Trong các thành của bộ tộc Ma-na-xe, Ép-ra-im và Si-mê-ôn cho đến Nép-ta-li và các nơi đổ nát quanh chúng, vua phá hủy các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ tất cả các bàn thờ song hương trong khắp xứ Israel. Rồi vua trở về Jerusalem. Vào năm thứ 18 đời trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ sở và đền thờ rồi, vua sai Sa-phan, con trai Asalia, Ma-a-se-gia, quan cai trị thành, và Joa, con trai Joacha, quan ngự sử, sửa sang đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Các người ấy đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm Hin-kia và giao cho người số bạc đã đem vào đền thờ Đức Chúa Trời, tức là số bạc mà người Lê-vi gác cổng đền thờ đã nhận từ tay người Ma-na-xe, người Ép-ra-im và từ những người còn sót lại trong Israel, cũng như từ Giu-đa, Benjamin và dân cư thành Jerusalem. Họ giao số bạc ấy cho những người coi sóc công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va. Những người này phát lại cho các thợ để tu bổ và sửa sang đền thờ, tức là giao cho thợ mộc, thợ hồ để mua đá và gỗ làm kèo cột cho các gian nhà thuộc về đền thờ mà các vua Giu-đa đã để cho đổ nát. Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Những người Lê-vi quản đốc
các thợ ấy là Zahat và Obadiah thuộc dòng Merari, Sachari và Mesulam thuộc dòng Kehat cùng mấy người Lê Vi khác. Tất cả đều sử dụng nhạc khí thành thạo. Họ cũng quản đốc những khu khuân vác và chỉ huy mọi công nhân làm đủ thứ công việc. Trong số những người Lê Vi, có người làm thư ký, quan chức và người gác cổng. Tìm lại được quyển sách luật pháp. Trong khi người ta đem ra số bạc đã dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ Hilkia tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va do Môi-se truyền lại. Hilkia nói với thư ký Sa-phan: "Tôi đã tìm được cuốn sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va." Rồi Hilkia trao sách ấy cho Sa-phan. Sa-phan đem cuốn sách trình cho vua và tâu: "Các đầy tớ bệ hạ đang thực hiện mọi việc được giao. Họ đã lấy hết số bạc có trong đền thờ Đức Giê-hô-va giao cho các đốc công và công nhân." Thư ký Sa-phan lại tâu với vua: "Thầy tế lễ Hilkia có trao cho tôi một cuốn sách." Rồi Sa-phan đọc sách ấy trước mặt vua. Khi nghe các lời trong sách luật pháp, vua liền xé áo mình. Vua truyền lệnh cho Hilkia: "Ahikam, con của Sa-phan, Abdon, con của Mika, thư ký Sa-phan và quan cận thần của vua là Asaja, hãy vì ta và vì những người còn sót lại của Israel và Juda mà đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va về các lời trong sách đã tìm lại được, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đang giáng trên chúng ta thật lớn, bởi các tổ phụ chúng ta không tuân giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này." Nữ tiên tri Hulda. Hilkia và những người vua đã chỉ định đến gặp nữ tiên tri Hulda, vợ của Salum, người giữ áo lễ, con của Tô-cát, cháu Hát-ra. Bà ấy ở quận 2 của thành Jerusalem. Họ nói cho bà những lời vua truyền. Bà nói với họ: "Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán: Hãy nói với người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng: Đức Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ khiến các tai họa giáng trên chỗ này và trên cư dân của nó theo như tất cả những lời nguyền rủa đã chép trong sách mà người ta đọc trước mặt vua Giu-đa. Vì chúng đã lìa bỏ ta mà xông hương cho các tà thần, lấy mọi thứ do tay chúng làm ra mà chọc giận ta, nên cơn thịnh nộ của ta sẽ đổ ra trên chỗ này không ngớt. Còn vua Giu-đa, người đã sai các ngươi cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì các ngươi hãy nói với người rằng: Đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán. Liên quan đến những người đã nghe, khi con nghe lời ta phán chống lại chỗ này và dân cư nó, thì con có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo và khóc lóc trước mặt ta, nên ta cũng đã nghe con. Đức Giê-hô-va phán vậy: Này, ta sẽ cho con sum họp cùng các tổ phụ, con sẽ qua đời bình an và mắt con sẽ không thấy các tai họa mà ta sắp đổ xuống chỗ này cùng dân cư nó. Họ về tâu lại cho vua những lời ấy. Giao ước được khôi phục. Vua sai người tập hợp tất cả các trưởng lão Giu-đa và Jerusalem lại. Rồi vua cùng với tất cả người Giu-đa, dân cư Jerusalem, các thầy tế lễ, người Lê-vi và toàn dân từ nhỏ đến lớn đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đọc cho họ nghe những lời của sách giao ước đã tìm được trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên bục dành cho mình và lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa nguyện đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý tuân giữ các điều răn, chứng ước và luật lệ của Ngài, để làm trọn lời giao ước đã ghi chép trong sách ấy. Vua cũng truyền cho những người ở Jerusalem và Benjamin tuân theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Jerusalem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Josiah loại bỏ tất cả những điều ghê tởm khỏi đất nước Israel
và khiến mọi người trong nước Israel phải phụng sự Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Josiah, họ luôn theo Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không lìa bỏ Ngài.